Hi, xin chào các bạn. Mình vừa mới build xong cái project cho cái môn học IoT của trường mình ha. Về cái đề tài của mình đó là làm bất cứ một cái gì liên quan IoT thì nhà mình đã quyết định làm cái project đó chính là làm cái thiết bị cảnh báo chuyển động. Thì cái thiết bị này của mình sẽ gồm có mình sử dụng cái board, thì cái board Raspberry Pi của mình nó hư rồi. Thì mình chỉ còn cái board Orange Pi thôi, thì mình sẽ dùng Orange Pi để mà làm cái project này. Đây, cái hình của nó này. Và kèm theo đó thì mình sẽ có webcam cũng như là breadboard, rồi dây nối, rồi led, rồi speaker vân vân. Thì hệ thống này mình sẽ hoạt động là mình sẽ dùng cái webcam kia, mình theo dõi chuyển động. Nếu có chuyển động thì cái đèn led kia sẽ nháy nháy và cái loa cũng sẽ kêu bíp bíp. Đồng thời những cái bức hình mà nó chụp được trong quá trình chuyển động á, sẽ được nén vào file zip và sẽ được gửi tới email của mình. Thì đây là cái lock khi mà mình khởi chạy hệ thống ha. Thì hiện tại chưa có cái motion nào diễn ra, thì bây giờ mình sẽ cho motion một cách sẽ quay cận cảnh cái mạch breadboard của mình. Đó. Đây thì mình sẽ phải đưa ngang thế này cho bạn coi mạch ha, rất là đơn giản. Chỉ có speaker led, điện trở. Đó. Thì loa và đèn sẽ nháy theo nhịp. Đồng thời những cái chuyển động của mình nãy giờ sẽ được lưu thành file như thế này. Và hệ thống này mình đã thiết lập là sau 10 giây nếu không có chuyển động thì nó sẽ ngừng. Và khi mà ngừng á thì đèn và loa cũng sẽ không có báo nữa. À, hiện giờ thì mình sẽ đợi xem có gửi mail hay không. Nãy giờ mình test thì vẫn gửi bình thường. À đây rồi. Đây. Mail đã được gửi. Đó, các bạn có thấy không? Đây là tập tin đính kèm nè. Mình sẽ mở nó lên. Rồi, thì do là mình đứng ở directory khác và mình trỏ tới thư mục nên sẽ nó sẽ dính thêm nhiều thư mục con như là TMB motion và tên thời gian. Đó thì đây những tấm hình mình chụp được. Thì mình sẽ thử xem như thế nào nhé. Ok, tải về. Mở file nén bằng Winrar. Vô thư mục và mở hình. Ok. Thì đây là những tấm hình mà nó chụp được. Đó, các bạn thấy không? Thì đây là những khi mà cái mặt mình nãy mình kê lại gần á. Để chụp được như thế này. Rồi, do cái chất lượng webcam của mình nó khá là cùi nên là hình ảnh nó không được rõ nét lắm. Thì nếu các bạn có điều kiện thì các bạn có thể sử dụng những cái webcam chất lượng tốt hơn nhằm mang lại được hiệu quả cao hơn nhé. Rồi, xin cảm ơn và chào tạm biệt.